Kem ghi theo thầy nhá. Chương 6 dung dịch. Tuần sau mình học bài này luôn. À không, còn bài điện tập nữa. À. Nào, dung dịch chúng ta xét phần 1. Phần 1 lớn đó là dung môi chất tan của dung dịch. Dung môi chất tan là dung dịch. Dung môi này. Đó. Dung môi chất tan dung dịch, phần này cực kỳ đơn giản thôi. Thầy lấy ví dụ thế này. Em nghe nó. Chúng ta có một cái cốc đựng nước thế này chẳng hạn. Đó. Một cốc đựng nước. Giả sử đây là nước tinh khiết, tức là nước cất H2O nguyên chất. Là nước cất đấy, nước cất. Coi như nước tinh khiết, hoàn toàn không có lẫn một chất nào khác. Thì cốc này người ta đã gọi là dung dịch chưa các em? Đã gọi là dung dịch chưa? Chưa, đúng không? Chưa gọi là dung dịch. Mà người ta mới chỉ gọi là dung môi. Đấy, dung môi. Cái này là dung môi các em ạ. Nước thì là dung môi thôi. Là dung môi. Tức là mới có môi trường thôi các em ạ, giống như cái bể cá ấy. Giống như cái bể cá chúng ta mới chỉ có nước thôi, chưa có cá bên trong. Thì cái nước đấy người ta gọi là môi trường để cho cá nó sống. Thì cái cốc này chính là môi trường để chúng ta hòa tan thêm các chất vào. Thì người ta gọi là dung môi. Vậy thì em có hiểu cái này dung môi chưa? Dung môi chính là chất lỏng dùng để hòa tan các chất khác. Thì ở đây thầy lấy ví dụ dung môi là nước. Thế ngoài nước ra thì còn rất rất nhiều các dung môi khác. Ví dụ thầy thay nước bằng cồn chẳng hạn. Đấy, bằng cồn, ví dụ bằng C2H5OH nguyên chất bằng rượu chẳng hạn. Thì cái rượu đấy cũng gọi là dung môi. Dung môi này có thể thay bằng axit, ví dụ như axit acetic. Đấy, chính là cái giấm đấy các em ạ. Cũng có thể là gọi là dung môi. Đấy. Những cái gì màu trắng gọi là dung môi thầy? Đấy, chưa chắc. Đấy, chưa chắc các em ạ. À, màu này màu vàng. Đây cái này không gọi là màu trắng. Cái này không phải màu trắng mà trong suốt. Có chất có màu vẫn là dung môi. Ví dụ như là sau này các em học brom chẳng hạn, brom là màu nâu đỏ, cũng thể là dung môi. Tóm lại dung môi là một chất dùng để hòa tan các chất khác vào. Bây giờ thầy cho một ít muối ăn. Muối ăn công thức là gì? NaCl đúng rồi. Thầy cho một vài hạt muối vào, sau đó thì thầy khuấy lên. Khuấy lên thì hiện tượng là gì các em? Nó sẽ tan ra. Các em học vật lý rồi đúng không? Đấy là các phân tử nguyên tử thì luôn tố chuyển động không ngừng về mọi phía, vì vậy mà nó ngày càng nó tách ra và nó lẫn vào và nước. Đấy, các phân tử NaCl nó tách ra và lẫn vào nước. Nước có khoảng cách đủ. Đúng rồi, các phân tử nước có khoảng cách đủ lớn để cho các phân tử NaCl nó sẽ tan vào. Đúng rồi, cái này em học rồi. Vậy thì khi muối ăn mà cho vào trong nước thì nếu như chưa tan, nếu như trước khi nó chưa tan thì vẫn là dạng hạt này. Lúc đó chúng ta đã có dung dịch chưa? Chưa có dung dịch. Một thời gian sau, kể cả em không khuấy nhá, kể cả em không khuấy, em để trong vòng một tiếng thì nó vẫn tự tan hết. Nếu khuấy thì sao nhỉ? Tan nhanh hơn. Thế còn muốn nhanh nữa ta làm gì? À đúng rồi, ta đun nó nóng lên. Vừa đun vừa khuấy thì sẽ cực nhanh luôn. Chỉ trong vòng thuế 1 phút nó đã tan hết rồi. Đấy, thế còn muốn nó chậm thì chúng ta không cần phải khuấy, không cần phải đun. Ok, vậy thì sau khi nó tan vào trong này rồi, nó tan vào trong này rồi. Đây, giả sử nó cho đây, nó tan vào đây rồi. Bây giờ các em nếm có vị gì em nhỉ? Vị mặn. Có vị mặn. Thế tại sao có vị mặn biết chưa? Rồi ạ. Là vì nó quấy tán vào trong đó đúng không? Nó vị mặn. Thì ở khi đó thì chúng ta gọi cả cái nước này có hòa tan muối ăn. Ta gọi là, bây giờ ta gọi là gì? Là dung dịch, đúng rồi. Bây giờ ta gọi cả cái cốc này là dung dịch em ạ. Dung dịch. Thế còn khi đó thì cái chất NaCl người ta cho vào mà nó tan ra, người ta gọi một cái từ được gọi là chất chất tan. Cực kỳ đơn giản như vậy thôi. Thế thôi. Thế thôi, hết. Thế vậy thì em đã hiểu thế nào dung môi chưa? Thế nào là chất tan chưa? Thế nào là dung dịch chưa? Để xong. Bây giờ thầy sẽ mời các em lấy ví dụ khác nào.
ai cho thầy một ví dụ và chỉ ra đâu là dung môi, đâu là chất tan, đâu là dung dịch. À, mời Kim Minh. Em cho thầy là nước, nước, đường và hết. Trong đó ta cho đường vào thì trước tiên là nước là dung môi, cho chất đường là chất tan, còn đâu là dung dịch là khi ta ngoái đường và nước lên. Đúng rồi, chuẩn xác. Ví dụ thứ hai. Ví dụ hai, dung dịch. Dung dịch của chúng ta chính là nước. Bây giờ mình mới nhìn nước, đường, chuẩn luôn. Đấy, thế trong đó dung môi là gì? Dung môi là nước. Đúng rồi, dung môi là nước. Thế còn chất tan là gì? Chất tan là đường, đúng rồi, chuẩn luôn. Đấy. Bây giờ một bạn cho thầy ví dụ khác. Ai cho thầy ví dụ khác nữa? À, mời Long. Em thầy cho một tên em để uống nước rồi cho thêm siro. À, siro. Siro là cái gì nhỉ? Là cái chất nói luôn là siro nước hoa quả. À, nước dâu, đúng rồi, chính xác. Nước dâu là dung dịch, nước là dung môi, còn siro là chất tan. Chuẩn. Ai cho thầy ví dụ khác? Thì là xong pha nhớt này. À, mời đi. Dung dịch là nước, Ok, chính xác, nước mực. Đó, ok, nước mực. Thế dung môi là gì? Dung môi là nước. Chất tan. Chất tan. Chuẩn luôn. Đấy, thầy đồng ý. Bây giờ thầy lấy ví dụ này các em thử xem nhá. Từ này thầy hỏi các em xem có phải dung dịch không nhá. Nước sắn dây. Nước sắn dây. Ai biết nước sắn dây thì giơ tay. Ai đã nhìn nước sắn dây rồi giơ tay. Chưa nhìn nước sắn dây, em chỉ nhìn bộ sắn dây. Ok, thầy thấy rất nhiều người biết nước sắn dây rồi. Nước sắn dây, thầy hỏi các em là có phải dung dịch hay không? Nhà ai cho thầy biết nước sắn dây là dung dịch giơ tay. Ok, thầy thấy có bốn bạn. À, ai cho thầy kết luận là dưới dây không phải dung dịch giơ tay? Trung không phải. Thế còn hai bạn còn lại nhớ về Dũng không biết. Rồi, thầy phân tích nhá. Nước sắn dây không phải. Nước sắn dây là một cái cốc như này. Đó, một cốc nước tinh khiết như này chẳng hạn. Thì đây là dung môi rồi đúng không? Vâng. Nước là dung môi rồi. Bây giờ thầy cho sắn dây vào dạng hạt thế này đúng không? Vâng. Dạng hạt thế này. Đó, sau đó thì thầy cho vào, nó có thể khuấy tít ngủ lên. Khuấy tít ngủ lên, khuấy đến tối, từ sáng đến tối. Không phải, em biết. Khuấy từ sáng đến tối thì nó vẫn cứ đục em ạ. Vâng. Nó không trong suốt, nó vẫn cứ đục. Thế sau khi nó khuấy chán rồi, nó mới ngoải ngoài tay rồi, thì các em để nó lắng. Xong khoảng một tiếng rồi, thì nó lại lắng hết xuống đáy. Rồi nó lại lắng hết đáy em ạ. Đầu tiên là nó đục, nó trộn vào với nước, nhưng mà để lâu ấy nó sẽ lắng đáy như này, thành cái lớp này, đấy thành một lớp này. Vậy thì qua đó chúng ta cho thầy biết là nước sắn dây có phải dung dịch không? Không ạ. Không phải đâu em ạ, không phải dung dịch. Em nhớ là như bài đầu tiên thầy nói này. Thầy dạy đúng rồi. Bài chất kết tủa, thầy bảo sắn dây là chất kết tủa, không phải là chất tan trong nước. Bài này bạn Trung bạn học rồi, bạn nhớ, bạn học hồi hè đúng không? Lúc em thay đổi quyết định thì em đã nhớ. Sắn dây vì sao không phải, vì sao mà không tan vào nước, là vì cái chất này ấy, nó có đặc tính đặc trưng là các cái phân tử sắn dây nó keo, nó rất là keo, nó bám chặt vào nhau, vì vậy nó rất khó bị phá vỡ ra, rất khó lách vào nước, vì vậy mà đã khuấy thoải mái cái tiết nù nó vẫn không thể là tan hết được. Thế trong quá trình thế vừa đun vừa khuấy thế thì sắn dây nó ngấm vào. À, khi đun thì khác nhá, thầy chưa nói đun. Thầy chưa nói tới việc đun. Đấy, thầy đang nói sống thôi. Thì kem cứ ngoáy tít thì nó cũng vẫn là đục. Mà sau khi để lắng nó lại tách ra thành sắn dây riêng thì cái đó người ta không gọi là dung dịch. Khi đun gọi là gì? Đấy. Thế còn khi đun nóng thì khác. Khi đun nóng lên thì nó không còn màu trắng nữa, nó chuyển thành màu gì nhỉ? Màu trong suốt, đúng rồi. Nó là dạng sánh đúng không? Vâng. Sánh màu trong suốt, lúc đó thì lại trở thành dung dịch. Kem cứ để bao nhiêu lâu nó không lắng được. Vâng. Đấy. Để bao lâu nó không lắng đáy được, nó vẫn cứ như vậy thôi. Đấy, lúc đấy thì là sắn dây hòa vào nước hay là nước hòa vào sắn dây hả thầy? Nước và sắn dây là trộn lẫn đồng nhất với nhau. Đó. Thành thể loại dạng. Bây giờ thầy hỏi thêm một cái việc nữa là sữa. Sữa có phải dung dịch không? Không. Sữa cho thầy biết là có phải dung dịch không? Ai bảo là dung dịch thì giơ tay.
À. Ai bảo không phải là dung dịch tự đại? Thầy kể cả sữa có được hay không có được à, như nhau à, ai bảo không phải dung dịch tự đại? À, cả Dũng cả Trung. Ui, thằng này chắc là thấy em đưa tay nó dơ theo mà. Đi em trưởng giả chẳng biết. Ok, em sẽ giải thích nhau. À, Dũng cho thầy biết nào, lý do. Đấy thì à, mời Trung giải thích nhau. Thầy à, sữa không phải là dung dịch. Em nghĩ sữa là cái bột sữa là chất tiết tủa. Nó chỉ dính, nó chỉ dính vào cái nước, nước có màu. Ok, bây giờ thầy thầy sẽ phân tích này. Các em thấy rằng là một cốc sữa nó có màu gì các em nhỉ? Màu dạ. Trắng. Màu trắng ngà đúng không? Vâng. Nó có trong suốt không? Không. À, không. Không hề trong suốt, để lâu lắng không? Không. Để lâu cũng không lắng. Không là dung dịch đúng không? Sắn dây thì lắng thì đương nhiên là các em biết là không phải dung dịch rồi. Vâng. Thế nhưng mà sữa không lắng. Nhưng mà nó không trong suốt như là dung dịch muối ăn hoặc là dung dịch nước đường đúng không? Vâng. Vậy hỏi sữa có phải là dung dịch không? Tí đấy, hạt sữa nổi lên bên trên mặt nước. Đây, muốn là dung dịch thì điều kiện là phải trong suốt em ạ. Đó, điều kiện phải trong suốt. Thế tại sao mà sữa lại không trong suốt? Lý do là các hạt sữa này, các hạt sữa nó có nó tách vào nước em ạ. Các hạt sữa nó có lẫn vào nước như này. Nhưng mà bây giờ ta lấy một hạt sữa ra, ta lấy kính hiển vi phóng lên. Đây, giả sử thầy lấy một hạt sữa ra, thầy phóng lên nó to như này. Không dính vào nước ạ. Thì bây giờ các em nhìn này, ở trong này là hoàn toàn là sữa, không hề có nước bên trong này. Ủa? Chỉ có một vài giọt nước ở bên ngoài bám vào thôi. Nó không thể dính vào trong. Nó không thể đi vào bên trong được nữa các em ạ. Đấy, nó không thể chui vào nữa và nó không thể cắt được cái phân tử này nhỏ hơn. Cái hạt sữa này nó không thể cắt được nữa. Đấy, vì vậy mà nước không xâm nhập bên trong được. Chính vì vậy nó vẫn chưa phải là dung dịch. Khi nào là dung dịch được em nhỉ? Khi nó phải cắt vụn đến mức cuối cùng cơ. Nó phải chui hết vào bên trong. Chui vào bên trong và nó cắt vụn cái hạt này ra. Nhỏ đến mức cuối cùng, nhỏ đến mức nguyên tử, phân tử. Thì mới gọi là dung dịch. Đấy, các em hiểu thế nào dung dịch chưa? Dung dịch, phải kết luận. Các em ghi này, định nghĩa dung dịch là hỗn hợp, là phải là hỗn hợp này, đồng nhất. Đấy, các em phải hiểu tí đồng nhất này này. Quan trọng nhất là cái chữ đồng nhất này, là hỗn hợp đồng nhất. Lấy bút tương tự tô vào. Đó, là hỗn hợp đồng nhất. Thế nhưng mà đồng nhất gồm cái gì? Gồm hai thứ là dung môi và chất tan. Và chất tan. Sữa không phải là dung dịch. Thế sữa này là gì ạ? Tí nữa thầy nói, sắn dây không phải là dung dịch. Lý do vì sao không phải dung dịch? Sữa hay là nước sắn dây thì nó có hai thứ, nó có cả dung môi và có cả chất tan. Thế nhưng mà nó có đồng nhất không? Không. Không đồng nhất. Nước vẫn tách biệt một cách tương đối so với nước với sắn dây hay là với sữa. Nó chưa đồng nhất 100%. Nếu phải là đồng nhất 100% thì mới gọi là gì? Mới gọi là dung dịch. Mà cái dấu hiệu để nhận biết nó đồng nhất 100% chính là nó phải trong suốt. Đây em có thể ghi cái điều này. Sao vào dòng là dấu hiệu. Dấu hiệu để nhận biết. Trong suốt. Là nó phải là dấu hiệu để nhận biết đồng nhất, để nhận biết việc đồng nhất đấy, nhận biết sự đồng nhất. Chúng ta phải trong suốt. Đấy, là trong suốt em ạ. Bây giờ thầy trả lời câu hỏi của bạn Trung, đó là nước sắn dây thì được gọi là gì, hay là sữa được gọi là gì? Thôi em hỏi, không phải Trung hỏi. Ờ, Minh Nguyễn hỏi. Nước sắn dây hay sữa thì nó cũng tan vào nước đúng không? Vâng. Nhưng mà nó không đến cùng. Nó không đến cùng, nó chỉ tan nửa bờ thôi, người ta gọi là huyền phù.
công nghệ tên gọi là huyền phù em ạ. Bảo hòa. Gọi là huyền phù. Thế nước cơm có phải ông dịch không? Nước cơm có khác với thân dây đâu, khác thì sữa đâu, đúng không? Nó không đục, đúng rồi. Nó cũng vẫn là huyền phù thôi, không phải là dung dịch. Nghe nước cơm. Thế bây giờ này, thầy lấy ví dụ nữa này. Rượu. Đấy, rượu thì là dung dịch hay không? Rượu thì là dung dịch, đúng rồi. Rượu thì là dung môi là gì? Dung môi là nước, đúng rồi. Còn đâu chất tan em chịu. Chất tan là gì? Cồn hay là chất tan là C2H5OH. Cái này người ta gọi là acôn. Hay còn gọi là cồn đấy. Nó chính là C2H5OH, người ta có tên là acôn ethylic. Acôn ethylic. Cái này các em sẽ học ở lớp 9 lớp 9. Acôn ethylic. Ok. Bây giờ thầy nói một cái ví dụ khác là cồn. Cồn 90 độ. Cái này các em biết chưa? Cồn 90 độ là chất đồng nền gì nhỉ? Để đốt nhà. để đốt à? Để nướng mực, đúng không? Nướng mực hoặc là để rửa vết thương. Đấy. Ngoài nướng mực rửa vết thương còn làm gì không? Còn dùng làm các cái nguyên liệu để sản xuất ra các cái hóa chất khác. Nước lọc. Ví dụ như là dùng để điều chế acid acetic, vân vân. Nước lọc thì cồn. Nước lọc kính không phải là cồn, lọc kính là chất tẩy rửa khác. Đấy là cồn. Rồi. Thế bây giờ các em có hiểu cồn 90 độ nghĩa là gì không? Có nghĩa là 90% là acôn ethylic, còn 10% là nước. Đấy. Vậy thì cái nào nhiều cái nào ít? Acôn ethylic. 90% cồn là 90% C2H5OH. 90% là C2H5OH. Tức là acôn ethylic. Thế còn 10% là H2O. Có nghĩa là 90% nghĩa gì? Tức là có 100ml hỗn hợp này thì có 90ml là acôn. Thế còn 10ml là nước. Đấy. Vậy thì cồn 90 độ là dung dịch, phải đồng ý. Thế nhưng cái nào là dung môi? Cái nào là chất tan? 10% nước là dung môi. À không. Em. Mời Kim Minh. Em nói thầy là 90% C2H5OH là dung môi, còn đâu 10% H2O. Tại sao em lại cho là như vậy? Tại vì theo em thì chất dung môi là phải là chất có chiếm nhiều phần trăm hơn và chất tan là chất ít phần trăm hơn. Đúng rồi, quá chuẩn đấy. Cái này bây giờ nó lại là dung môi em ạ. Đó. Còn đây mới là chất tan. Thì có nghĩa là không nhất thiết lúc nào dung môi cũng phải là gì? Nước. Nước, đúng rồi. Không nhất thiết lúc nào dung môi phải nước. Cứ cái nào chiếm tỷ lệ nhiều hơn thì là dung môi, cái nào ít hơn là chất tan. Thế nhưng mà đa số các trường hợp chúng ta gặp thì dung môi đều là nước. Là nước, đúng rồi. Đa số dung môi là nước. Đấy. Đa số dung môi là nước. Thế còn một số trường hợp ít thôi, ví dụ như là cồn thì dung môi mới là acôn, nước là chất tan. Đấy, tất cả các ví dụ này, qua ví dụ này em đã hiểu thế nào là dung dịch chưa? Dung môi và chất tan chưa? Bây giờ thầy đây nhá, thầy cho một số nhảy này. Đây là dung dịch CuO4 này, có màu gì đây các em? Màu xanh. Đấy. Dung dịch này là có màu xanh nhưng mà nó có trong suốt không? Có. Có trong suốt đấy. Rồi, thế còn dung dịch đây, dung dịch màu vàng đây. Dung dịch màu bạc cam này, dung dịch màu nâu đỏ này. Đấy, tất cả những này gọi là dung dịch. Thế còn dung dịch trong suốt không có màu đây. Đấy, dung dịch NaOH này, trong suốt không màu này. Bên trong có gì xanh thế? Xanh xanh đó là cái màu giấy quỳ em ạ. Màu giấy quỳ. Màu giấy quỳ ba giờ chuyển từ tím thành màu xanh như này. Em học rồi đúng không? Đây, thế còn cái này là dung dịch nước chrome. Đấy, dung dịch nước chrome là có màu vàng. Có màu vàng vàng nâu. Nếu còn loãng hơn thì là màu vàng. Màu ammonia. Đó. Đây siro này. Siro của bạn Long bạn nói này. Siro gì ạ? Đó. Thế còn sữa nhá. Sữa Vinamilk. Đây, các em thấy không?
đây là cốc sữa này, hình ảnh cốc sữa này nó có màu, nó có trong suốt không? Không. À, nó đục màu trắng đúng không? Đấy, chính vì vậy mà nó không phải là dung dịch đấy. Anemic. Ok chưa? Các em đã hiểu cái khái niệm này chưa? Rồi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục sang phần hai lớn là dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa. Từ thể năm mười đó. Chưa bão. Em mười gì? Thể năm mười để kiếm tiếp. Cái tưởng. Hai lớn. Là dung dịch chưa bão hòa. Dung dịch bão hòa. Thế nào là dung dịch chưa bão hòa hay là dung dịch bão hòa? Bây giờ chúng ta có một cái cốc nước như này. Đấy, cốc nước này. Đấy. Sau đó thì các em cứ cho muối vào thôi. Cứ cho NaCl vào. Cho vô điều kiện. Đó. Các em cứ cho vào. Cứ cho dần vào. Cứ cho đầu các em quấy đấy. Thế đầu tiên là các em cho vào quấy là tan hết đúng không? Vâng. Đấy. Sau đó để cho thêm ít vào quấy lại tan là tan hết. Cho thêm ít vào quấy lại tan hết. Thì cứ khi nào mà nó tan hết thì người ta gọi là dung dịch chưa bão hòa. Cứ tan hết là chưa bão hòa. Thế nhưng mà cứ cho dần. Cứ quấy thì đến lúc đó nó không thể tan thêm được nữa. Có nghĩa là hết nước rồi. Đấy. Không cần hết nước em ạ, nó đặc, nó rất đặc rồi đến mức mà em cứ cho trong cái khuấy chán, khuấy mỏi tay thì nó cũng không tan được nữa. Không tan nữa tức là nó vẫn có chất rắn lắng đáy em ạ. À, khi đó thì người ta gọi là dung dịch nhà bão hòa. Vậy qua đó chúng ta đưa ra là thế nào là dung dịch chưa bão hòa? Dung dịch chưa bão hòa. Có thể và tan với chất tan. Đúng rồi. Có nghĩa là có thể có thể hòa tan thêm. Tan thêm chất tan. Có nghĩa là chúng ta cho vào mà nó tan được. À, thì có nghĩa là chưa bão hòa. Đấy, đơn giản vậy thôi. Dung dịch chưa bão hòa có thể hòa tan thêm chất tan. Thế còn dung dịch bão hòa, các em đã hiểu cái từ bão hòa là gì rồi đúng không? Không thể bão hòa nghĩa là không thể hòa tan thêm với chất tan. Trong hòa cũng nhiều từ bay bổng. Không thể hòa tan thêm. Trong hóa đơn là không thể chất tan. Đấy là khái niệm thế nào là chưa bão hòa và bão hòa. Quá dễ đúng không? Quá dễ hiểu rồi. Có hai cái dung dịch chưa bão hòa. Thế các em có hiểu vì sao mà có hiện tượng bão hòa không? Em thử thích này nhé. Tại sao vậy là có cái việc mà chúng ta cứ cho thêm muối vào lại không tan được nữa? Mặc dù trước đó nó có tan. Là vì đến một mức độ nào đó thì nước, các phân tử nước sẽ không thể nào có đủ chỗ chứa cho các phân tử muối xen vào nữa. Đúng rồi đó. Bởi vì là các em thấy rằng giữa các phân tử nước nó có khoảng cách, đúng không? Có khoảng cách nhất định. Sau đây ta cho muối ăn vào thì muối ăn sẽ xen kẽ vào khoảng cách đó. Thế nhưng mà đến khi nào các phân tử nước nó hết chỗ trống rồi, nó hết chỗ trống rồi thì ta không thể hòa tan thêm được nữa. Các em đã hiểu vì sao có sự bão hòa chưa? Để ví dụ như cái phòng này nó chỉ có diện tích như này thôi, mà cứ người vào người ít thì ta chứa được đúng không? Thêm được một hai người nó vẫn chứa được, nhưng mà nên quá đông thì sao nhỉ? Quá đông thì nó không còn chỗ nào chứa nữa thì nó phải là gì? Nó phải là bão hòa. Vậy các em hiểu chưa? Ví dụ cái phòng học này chẳng hạn chỉ có 16 người là tối đa thôi. Vậy thì người thứ 17 được gọi là bão hòa nữa rồi. Đến 16 người là full phòng rồi thì gọi là bão hòa. Thế chưa đủ 16 người thì gọi là chưa bão hòa. Đấy. Ví dụ như là 100g nước có thể hòa tan được 10g muối ăn. Thì hòa tan hết 10g muối ăn đó thì tạo thành dung dịch bão hòa. Thế còn nếu mà chỉ hòa tan 9g thôi thì có bão hòa không? Được không? Nếu hòa tan 11g thì 1g đấy nó sẽ không tan nữa. Các em hiểu chưa? Thế tuy nhiên đọng đáy à thầy? Hả? À, đúng rồi, nó không tan nó sẽ đọng đáy, lắng đáy và nó tách ra. Bây giờ thầy thấy thêm một tình tiết nữa là nếu như bây giờ ta cho thêm vào nó không tan nữa, tức là đã bão hòa rồi.
Xong bây giờ em mang lên bếp đun thì sao? Đun lên thì nó tan nữa không? Có. Đúng rồi đấy. Nó bão hòa rồi thì đun lên nó lại tan thêm lửa nữa em ạ. Đó. Bốc hơi. Nào. Khi dung dịch đã bão hòa. Khi dung dịch đã bão hòa. Nếu đem đun nóng, nếu đun nóng thì có thể hòa tan thêm được nữa không? Có. À đúng rồi, vẫn thêm được nữa. Đun nóng thì vẫn có thể tan thêm được nữa. Vẫn tan thêm được nữa. Lúc đấy dung dịch từ bão hòa lại chuyển thành gì? Không bão hòa. À đúng rồi, từ bão hòa lại chuyển thành chưa bão hòa. Khi đó dung dịch từ bão hòa lại chuyển thành chưa bão hòa. Bây giờ thầy sẽ mời bạn hãy giải thích cho thầy tại sao lại có cái việc đó. Tại sao mà khi đun nóng thì lại có thể hòa tan thêm được nữa? Cái này kiểu vận dụng kiến thức vật lý thầy đã dạy các em rồi đúng không? À, mời Long. Em thấy là khi đun nóng thì nhiệt độ cao thì không phải tự cơ tử nước chuyển động nhanh hơn. Đúng rồi. Nó sẽ hòa tan được. Hòa tan sẽ được nhiều hơn. Đấy, nhưng mà thêm một cái chi tiết nữa. À, mời Dung. Cho các nguyên tử phân tử chuyển động nhanh hơn, chuyển động nhanh hơn dẫn đến nó giãn cái các nguyên tử phân tử khoảng cách nó giãn ra và nó quay về thời kỳ chưa bão hòa. Đúng rồi đấy, để chính xác. Vừa chuyển động nhanh hơn, lại các phân tử nguyên tử khoảng cách sẽ giãn ra, nó nở ra em ạ, nó nở ra cái khoảng trống nó được thêm vào, à, thêm khoảng trống vào thì nước à, nước sẽ có thể tiếp thu thêm được gì, được muối nữa, à, muối có thể lách thêm vào được nữa, à, chính vì vậy mà nó mới có thể hòa tan thêm được, lúc đó mới gọi là chưa bão hòa. Đấy, nguyên nhân chính là việc các phân tử nước nó sẽ giãn ra. Em hiểu ý này chưa? Nó giống như cái phòng này, trước đây chỉ có 12 chỗ ngồi thôi, à, thầy vô thêm mấy cái nữa thành 16 cái, thì đấy chính là cái việc giãn ra đấy. Em hiểu ý này chưa? Ok, rất tốt. Thế khi đun đến lúc có phải đun như thế trong một thời gian dài thì cứ cho muối thế thì có là còn tan không ạ? Cũng đến lúc nào nó cũng phải bão hòa mà. À, ví dụ em đun tối đa đến 100 độ đúng không là hết. À, thì có đun thêm nó cũng vẫn cứ bão hòa thôi. Vậy tóm lại chúng ta cho thầy một cái bổ sung thêm ở đây. Bổ sung thêm ở đây. Đó là ở nhiệt độ xác định. Đó. Đấy, ở nhiệt độ xác định thì chúng ta có hai điều này. Có nghĩa là dung dịch bão hòa hay là chưa bão hòa thì chúng ta phải nói tới là ở một nhiệt độ xác định nào đó thôi, chứ có phải bất kỳ nhiệt độ nào không. Nó là bão hòa hay là chưa bão hòa là chúng ta phải gắn với cái nhiệt độ cụ thể của nó. Ví dụ như ở 20 độ thì dung dịch này là bão hòa, thế nhưng ở 40 độ thì nó lại gì? Lại chưa bão hòa. Vậy thì các em đã hiểu thế nào gọi là ở nhiệt độ xác định chưa? Mỗi một nhiệt độ xác định thì sẽ có một cái việc bão hòa hay không bão hòa là khác nhau. Ví dụ như là ở 20 độ chẳng hạn thì 100 ml nước chỉ hòa tan được tối đa là 10 gram muối thôi, ví dụ thế. Nhưng mà đun đến 5-60 độ thì nó phải lên đến 15-20 gram nó mới nói bão hòa. Đấy. Chúng ta chuyển sang phần 3 lớn. Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn? Cái này thì hả? Vật lý là vận dụng luôn đúng không? Này mới em thầy mới nói xong. Làm thế nào? Để khuấy đun thiếu mấy nghiền này. Để hòa tan nhanh hơn. Cái này quá dễ đúng không? Vâng. Cách 1. Cách 2. Cách 3. Có 3 cách. Nào bây giờ thầy mời bạn nhanh rồi. À nhanh thầy nào. Quay xuống gì? À, đi nào. Thứ nhất là
À, khuấy. Ok. À, nghiền nhỏ. Đun xước nghiền xong. Nghiền nhỏ đun nóng. Bây giờ em thử vận dụng kiến thức em giải thích là tại sao khuấy nhanh hơn. Đúng rồi. Khi khuấy thì các phân tử nguyên tử chuyển động nhanh hơn. Đấy, nhưng mà khoảng cách thì chưa rộng ra đâu. Đun nóng thì mới rộng ra. À, khuấy thì là nó chuyển động nhanh hơn. Chuyển động nhanh hơn thì cái việc chúng xen kẽ vào nhau là nhanh hơn, là chính xác. Thế còn nghiền nhỏ vì sao? Nghiền nhỏ ví dụ như là những cái hạt muối to quá đúng không? À, nghiền nhỏ ra thì cái việc tiếp xúc giữa nước với các phân tử nguyên tử là sao? Nhiều hơn. Ví dụ như hạt rất là to này hạt, thì nước ở ngoài vào sẽ khó đúng không? Nước ngoài vào sẽ khó. Thế nhưng mà bây giờ ta cắt làm tư như này thành những cái hạt nhỏ hơn như này. Đó, nhỏ hơn này chẳng hạn. Thì em thấy rằng là nước nó sẽ vào nhanh dễ dàng hơn đúng không? Nó sẽ vào dễ dàng hơn, nó vào về rất là nhiều phía như này. Đấy, ví dụ thế. Đấy, thầy ví dụ này là càng hạt càng nhỏ thì tiếp xúc với nước và chất tan làm sao? Sẽ càng nhiều. À, tiếp xúc càng nhiều thì việc lách các phân tử chất tan lách vào nước sẽ càng dễ. Các em có hiểu vì sao mà ta nghiền nhỏ nhanh hơn chưa? Nghiền nhỏ nhanh hơn là để cho chất tan và nước tiếp xúc với nhau nhiều hơn. À, cái điều này cực kỳ đơn giản, cực dễ hiểu. Các em đã thực hành bao giờ chưa? À, ví dụ như là các cái đường chẳng hạn, ví dụ đường phèn đấy, đường phèn với cái hạt rất là lớn đúng không? Ta phải đập nhỏ ra người ta nhanh hơn. Đấy, đường kính thì nó nhỏ sẵn rồi không nói. Đường phèn là những viên nó to bằng ngón cái này. Đó. Tiếp theo, cái còn đun nóng thì đương nhiên rồi. Đun nóng thì vừa làm cho các phân tử nguyên tử chuyển động nhanh hơn và khoảng cách các cái hạt nó sẽ được giãn ra, vì vậy nó sẽ hòa tan vào nhanh hơn. Rất tốt. Cần làm ba cái này trong một đúng rồi. Thực ra thì còn tùy. Nếu như mà nó khó tan thì ta mới làm cả ba. Thế còn nếu mà nó dễ tan thì chỉ cần khuấy là đủ rồi em ạ. Ví dụ như là muối nó dễ tan đúng không? Em khuấy là đủ rồi. Thế đôi khi là với những cái hóa chất phức tạp ấy, thầy đã làm rất nhiều các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Thầy cần phải pha những hóa chất rất khó tan. Nếu mà khuấy có khi khuấy từ sáng đến tối rồi chưa tan hết thì phải làm thế nào? Người ta phải dùng máy khuấy em ạ. Máy khuấy từ máy khuấy từ ấy. Người ta cho vào một cái cốc, sau đó đặt lên một cái máy được gọi là máy khuấy từ, thì trong đó nó có một cái con lăn từ nó dài bằng cái hàng quả tim như này. À. Không phải giống cái máy đánh trứng ấy. Đấy. Không, cái trứng không ăn thua. Đây, cái con lăn từ này nó quay liên tục này. Và vừa quay và nó lại còn có cái chức năng đun nóng nữa. Vừa quay vừa đun nóng. Thế còn trước khi cho vào hòa tan thì phải cho vào cái khối, gọi là khối mã não. Đấy, khối mã não sau đó mình dãi nó nhỏ ra nó được. Đấy. Giống cái khối mã não giống như cái bát đấy các bạn, nó có một cái chày nhỏ này. Cái nhỏ này cứ dã này nó bét ra, nó nhỏ ra thì nó mới tan được. Thế cái kể cả sử dụng máy này thì lâu nhất là bao nhiêu thì xong ạ? Nói chung là những cái chất khó tan thì tầm một buổi em ạ, 2-3 tiếng. Cả dùng máy mà 2-3 tiếng. Đúng rồi, có chất rất khó tan, thầy đã làm được thí nghiệm rồi, đặc biệt là những cái chất chỉ thị dùng trong chuẩn độ ấy, rất khó tan. Bây giờ các em sẽ chuyển sang bài tiếp theo, bài 41. Độ tan của một chất trong nước. Chất trong nước. Thầy sẽ dạy lý thuyết thôi. Thế còn bài tập thì chúng ta sẽ qua lại làm sau. Một là chất tan và chất không tan. Chất tan và chất không tan.
Một, nó là thí nghiệm. Đây, thầy lấy ví dụ này. Có một cốc nước này. Đấy, một cốc nước này. Và đây là một ít muối ăn. Có một cốc nước khác. Thầy cho đây một ít đá. Đá xanh ấy. Đá vôi ấy, đá xanh là để người ta làm nhà ấy. Cái viên đá màu xanh xanh ấy em ạ. Các em nhìn thấy viên đá rồi chưa? Đá màu xanh xanh ấy. Thế bây giờ chúng ta cho muối vào đây, theo khuấy lên thì hiện tượng là nó tan hết và không còn nhìn thấy cặn lắm nữa. Thế còn cái viên đá này, kể cả các em không nghiền nhỏ đến mấy. Đấy, các em đem vào máy, các em nghiền nhỏ đến mấy, hoặc là các em đập nhỏ ra những hạt rất nhỏ này ha. Sau đó thì các em cho vào đây, các em quấy, quấy chán thôi. Nó cũng vẫn không hề tan. Nó vẫn thành cái rắn, nó vẫn rơi đáy thôi các em, vẫn lắng đáy. Đấy, vẫn lắng đáy thôi. Đó. Sau đó thì ta làm một cái phép thử tiếp này. Có một cái giấy lọc như này. Một cái phễu, phễu lọc em ạ. Cái phễu lọc. Đây. Phễu lọc này. Phễu lọc này là lót một giấy lọc. Cái giấy lọc là giấy như thế nào? Giấy lọc là một cái giấy khi mà ta rót nước thì nó chảy qua. Đấy, khi rót vào dung dịch thì nó chảy qua. Thế nhưng mà có bất kỳ một chất rắn nào đấy thì không bao giờ chảy qua được. Các em hiểu không? Chỉ nó cho nước chảy qua thôi, chỉ cho nước lỏng chảy qua thôi. Thế còn chất rắn thì không bao giờ trôi qua được. Đấy là giấy lỏng. Sau đó thì ta rót cái cốc nước muối vào đây. Đấy. Thì sau một thời gian mình thấy rằng là nó chảy hết, không còn một chút xíu nào lắng ở trên giấy lỏng này cả. Thế nhưng mà đối với cái cốc mà có chứa đá vôi này, ta đổ đây thì toàn bộ chất rắn lắng ở trên này. Toàn bộ chất rắn nó lắng ở trên này chính là vẫn là đá vôi thôi, vẫn là CaCO3. Thế còn nó chỉ giọt đi qua là chỉ là gì thôi các em? Nó chỉ là nước thôi. Đấy. Đối với nước muối thì không còn cái gì là còn lại cả, trôi qua hết. Thế còn đối với cái cốc mà chúng ta hòa tan CaCO3 này thì chỉ có nước qua thôi, chất rắn CaCO3 vẫn còn ở trên. Thì khi đó chúng ta nói là NaCl là gì? Là tan. Thế còn CaCO3 thế nào? Không tan. Đấy. Đơn giản là vậy thôi. Thế xong thì thí nghiệm phần 2 là tính tan trong nước của một số axit bazơ muối. Đó là quy luật tính tan của các chất. Quy luật về tính tan của các chất. Cái này những bạn nào học cái khóa 10 buổi ở ngoài hè đấy thì các em biết rồi. Đấy, bọn Dũng này, bạn Trung với bạn Minh này biết này rồi. Hình như hè mà hè là khóa cũng là khác, bạn Thịnh mới học hè. Sau hè. Có bạn Thịnh thôi, có vẫn bạn Thịnh học hè rồi. Thịnh với Ngọc Linh. Với Ngọc Linh học cái khóa đấy. Ngọc Linh hay Nhật Linh? Không, Ngọc Linh, Nhật Linh là học cùng các bạn ở đây. Thịnh nào? Thịnh học A2. À, em biết bạn đấy. Ok. Thế còn bạn Trung với bạn Quý Minh với bạn mấy bạn Dũng thì học ở trong học kỳ 1 đúng không? Mình biết này rồi. Thì chúng ta có quy luật sau. Có một này. Hầu hết axit đều tan. Đó, đều tan. Ví dụ như là HCl, H2SO4, HNO3, vân vân, tất cả các axit hầu hết đều tan em ạ. Chỉ duy nhất có một axit không tan thôi. Là H2SiO3. Những chất đấy là chúng ta ít khi ta gặp. Nhưng mà hầu hết là đều tan hết. Không phải nghĩ. Đấy, các em nhẩm luôn cho thuộc đi. Thầy cho 10 giây các em nhẩm.
Các em chỉ cần nhớ là acid tan, thế thôi. Acid và tan. Đúng rồi. Trường cái acid nào vừa thầy mới nói. Đúng rồi, cái đấy là H2SiO3 như cái đấy, em bỏ qua đi. Đấy, em chỉ cần cho thầy biết acid là tan, thế thôi ạ. Thầy hỏi thầy acid tan. Acid tan, acid tan. Được chưa? Bây giờ đến bazơ. Quy luật số 2. Bazơ. Bazơ là đều không tan. Để không tan. Không tan thì người ta gọi là kết tủa em ạ. Gọi là kết tủa, ký hiệu là dấu mũi tên đi xuống như này. Đấy. Bazơ đều không tan người ta ký hiệu là kết tủa. Còn cái tan thì mũi tên cũng gần giống bay hơi. Không phải, bay hơi là mũi tên đi lên, thế còn tan thì không biết gì cả. Trừ trừ 4 bazơ siêu mạnh của kim loại siêu mạnh. Kim loại siêu mạnh là bốn kim loại đầu tiên trong dãy đúng không? Đó là gì nhỉ? Khi bà khi này, bà này, con này, nào. Đấy, khi bà con nào mai áo giáp sắt tiến sang không phải cửa anh hai đấy, em thuộc câu là chú ấy, thì em sẽ biết là bốn kim loại đầu tiên sẽ tạo được bốn bazơ tan. Để cho các em dễ nhớ thì thầy có cái phân tích này. Cái K này ta phát âm là có K đúng không? BA thì có chữ A này. K thì người ta không có chữ A nhưng nó phát âm trong mồm. Trong mồm ta có chữ A đúng không? CA thì có chữ A này, NaOH thì có chữ A này. Vậy thì bốn cái kim loại này đều gắn với chữ A cả. Đấy, rất dễ nhớ. Đó. Có nghĩa là bốn cái bazơ này là tan thôi. Bốn bazơ là tan thôi. Thế còn lại là gì? À, không tan. Thì bốn bazơ tan này người ta gọi là kiềm. Người ta gọi là kiềm. Những bazơ tan thì gọi là kiềm, thế còn bazơ không tan thì chỉ gọi là bazơ bình thường thôi. Đấy, thầy cho 30 giây để các em nhẩm nó thuộc cái quy luật này. Để cho nhẩm dễ hiểu nha, thì các em chỉ xem thì nhớ thầy một cách đơn giản là 4 bazơ đầu tiên tan, 4 bazơ đầu tiên tan còn lại là không tan. Đấy, 4 bazơ đầu tiên tan khi bà con nào? Khi bà con nào? Đấy, các em nhẩm đi. Khi bà con nào tan. Thảo nào người ta bị loạn xương. Bây giờ thầy kiểm tra lại. Kiểm tra lại bây giờ các em không nhìn nhá. Không nhìn. À, hãy phát biểu quy luật tính tan của axit và bazơ. Ai phát biểu được? Em biết. Của axit và bazơ. Ai phát biểu được thầy ơi? Phát biểu kia. Rồi phương ngay nhỉ. Ô, mình đang định hỏi ưu tiên bạn đứng. À, đúng rồi, rất tốt. Các em thuộc cả chưa? Cái này phải thuộc ngay nhá, chứ đừng phải là về nhà mới thuộc đâu. Cái này phải thuộc luôn đấy. Chúng ta sang quy luật số 3. Quy luật số 3 đó là axit rồi, bazơ rồi. 4 axit 3. 3 là oxit. Oxit. Thế nó trẻ mãi không già gì. Oxit thì cái này là không tan. Kết luận luôn là không tan, mình nói gì cả. Oxit không tan. Tất cả oxit đều không tan. Ví dụ như FeO, Fe2O3. Ví dụ là FeO, Fe2O3. Vân vân, chúng đều không tan. Có oxy kim loại. Đó. Nó chỉ phản ứng được với nước thì có phản ứng nhưng mà nó không tan đâu. Đó, tóm lại là oxit thì không tan. Bây giờ đến muối. Cái muối này phức tạp hơn rất nhiều. Cái muối là cái khó nhất này. Số nhất. Nó nhiều cái. Muối thì chúng ta có loại muối thứ nhất là muối muối của natri. Đều. Muối chứa này. Gần giống nhất là muối chứa natri, kali, gốc NO3. Như là muối axit. Muối axit.
Thầy ví dụ như là NaHCO3, CaHCO3 tất cả hai lần đấy gọi muối axit vân vân thì đều tan. Đó. Tất cả các muối chứa natri này, kali này, gốc NO3 này. Muối axit. Muối axit là muối vẫn còn H. Thì muối vẫn còn H này này. Đấy, vẫn có H thì gọi là muối axit thì chúng đều tan hết. Không phải nghĩ em ạ. Trình bày lại thầy cái ý này, không nhìn nha. Thằng Hiếu nè. Thằng đầu tiên. Muối chứa kali, natri, NO3 và muối chứa axit. Không phải muối chứa axit mà là muối axit. Muối axit. Example. Thì đều. Không cần phải ví dụ cũng được. Đều gì? Đều tan hay không tan? Không tan. Không tan. Chúng nó mà nó không tan, đủ gì cũng tan. Nó bỏ tan. Đủ gì tan, 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 tan. Đều gì? Đều tan. Ở đây đều tan nhá. Đúng rồi, bố tan. Đều tan. Đấy, thay mày một cái khác. Mày Dũng nào. Em thưa thầy. Muối. Muối chứa axit, muối có Na, muối kali và NO3. Muối axit có muối axit đều tan. Đọc lại. Muối gì nào? Muối chứa axit. Không phải muối chứa axit mà muối chứa natri. Natri. Muối chứa kali và gốc NO3. Thì đều gì? Đều tan. Đấy, kèm thêm cái muối axit nữa, đều tan. Ok, đấy là cái quy luật số 1. Bây giờ đến tiếp theo là muối. Muối chứa gốc Cl đều tan. Đấy, đều tan. Trừ AgCl. Đúng rồi. Trừ AgCl. Bạc. Đây là chất kết tủa màu trắng. Thầy cho là bạc này rồi. Đúng rồi. Đợi đấy 5 lần. Màu trắng. Đào Long nào. Cái này là muối chứa tức là đều tan trừ AgCl màu trắng. Muối trắng là kết tủa màu trắng. Ví dụ NaCl có tan không? NaCl là có tan. Lý do vì sao NaCl tan nhỉ? Natri. Natri đúng rồi. Muối chứa natri tan. FeCl2 có tan không? À, vì sao? À, bởi vì nó chữ E không phải là AG đúng không? Ok, rất tốt. Bây giờ các em sang quy luật số 3 của cái muối, đó là muối chứa gốc SO4. Đều tan trừ BaSO4 và PbSO4. Đều tan trừ BaSO4. Thực ra thì còn một chất nữa là PbSO4, chất này ít gặp, thầy cũng đóng gọc bỏ ngoặc, là kết tủa màu trắng. Không, thì kết tủa màu trắng là gì? Đấy, chưa chắc, có kết tủa màu khác đấy. Ví dụ ạ? Ví dụ như COOH 2 lần kết tủa màu xanh, FeOH 3 lần kết tủa màu đỏ. Đấy. Nhưng mà cơ bản là kết tủa là sẽ là màu trắng, nhưng có một số cái là sẽ màu khác thôi. Giống như kiểu... Ít. Bây giờ các em cũng thế, cho 20 giây nhẩm. Xem phần tính đạt ở phần cuối sách không. Chưa nghĩa thuộc rồi. Tớ vừa đọc câu đấy xong. Nào, bây giờ thầy xin mời bạn phát biểu lại. Mà bạn lớp trưởng. Nào, Hải Long. Em thầy muốn chứa gốc SO4 đều tan trừ BaSO4 và PbSO4. Ok, rất tốt. Thiếu. Là chất kết tủa màu trắng. Kết tủa màu trắng. Chứa ngoặc trong PbSO4. Thế thầy ví dụ là Ag2SO4 đều tan không? Có. Có tan, đúng rồi. CuH4 đều tan không? Có. Ar2SO4 3 lần đều tan không?
Ba là bốn. Không. Không tan. Đúng rồi. Rất tốt. Tỉnh từ trong ngoài. Bây giờ các em đến quy luật thứ tư. Quy luật thứ tư đó là muối chứa các gốc này CO3 này, SO3 này, PO4 này. Đó. Cái này là đều không tan. Thầy có khi photo nó cho làm lại. Đều không tan. Trừ. Đều không tan trừ cái gì? Trừ CO2. Trừ muối của natri kali. Đấy. Kim loại mảnh nhớt. Không phải, không phải mảnh nhớt đâu. Trừ natri kali thôi. Trừ natri kali thôi em ạ. Trừ khi nào thôi. Cái này thầy cho các em 2 phút để các em nhập. Bây giờ thầy hướng dẫn các em cách làm cái bảng này. Bảng này các em làm rồi đấy. Đây nhá, ví dụ như cái ô này chẳng hạn là K với O thì các em ký hiệu là K2O, BaO, đấy vân vân, CaO, Na2O đấy, thầy ví dụ thế. Thì tất cả các oxit này đều gì nhỉ? Đều không tan thì các em ghi dấu như này. Đó, kết tủa, vân vân. Thế còn KOH, K với OH thì các em ghi là KOH vào đây. BaOH 2 lần vào đây. Đó, CaOH 2 lần vào đây. NaOH vào đây, ví dụ thế. MgOH 2 lần vào đây. AlOH mấy lần nhỉ? 3 lần đấy. Bây giờ các em xem nhá. KOH tan không? Có thì các em ghi chữ T vào đây. Ghi T là tan. BaOH là có tan không? Khi bà con nào mà có à, tan ghi T vào đây. CaOH là có tan không? Có. Giờ ghi T vào đây. NaOH tan không? Có. À, ghi vào đây T. Không. MgOH có lần tan không? Không thì các em ghi dấu mũi tên đi xuống. AlOH có lần có tan không? Không. Nó không thì ghi chữ mũi tên đi xuống. Thế là NaOH tất cả 2 lần có tan không? Không. Giờ ghi kết quả. Để thầy ví dụ khác nha. Ví dụ khác là K3P4 đi. K3P4 thì có tan không? Không. Tất cả các cái muối của natri và kali đều gì? Không. Tan. Đều tan. Tất cả các muối natri kali đều tan mà. Vậy em nghĩ gì đấy? Tan. À, tan đúng rồi. Ví dụ khác là BaS4 đi. BaS4 có tan không? Không. À, không tan thì các em ghi dấu kết tủa. Như CaS4 có tan không? Không. Tất cả các muối trừ gốc CaS4 đều gì nhỉ? Đều tan trừ Ba bốn là không tan. Thế xe nó có tan không? Có. Có. Vân vân. Thế các em hiểu cách làm chưa? Được. Vậy thì bây giờ này, các em phải học thuộc lại. Nhưng mà nào chưa thuộc thì các em học thuộc lại. Học thuộc lại thì ta mới làm. Chứ không phải vừa làm ta vừa tra đâu. Không phải vừa làm ta xem nó lại làm nó xem đâu. Thuộc rồi mới làm. Hiểu chưa? Thế còn nếu chưa thuộc thì lại học các thuộc. Rồi. Xong mới quay lại làm. Chứ không có chuyện vừa làm không lại vừa xem vừa làm, không bao giờ các em thuộc được. Mục tiêu của em là làm hết 4 lượt. 4 lượt. Đấy, mục tiêu của em là làm hết 4 lượt nhá. Thôi cho xin trở nữa thầy. Thôi thế thôi. Làm 4 lượt, bao giờ nó thuộc hẳn thế thôi. Đấy, các em bắt đầu đi. Ở cái bảng này giúp các em hai điều. Một là cách lập công thức, cho nó thảo công thức đi. Thứ hai là luyện bảng tính tan.